Đầu xuân năm mới Giáp Thìn, Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới cô bác, anh chị. Chúc Tết xuân nay khắp mọi nhà, mừng thọ ông bà với mẹ cha, năm cũ vừa qua xin cầu chúc mới trọn tình xuân đẹp đậm đà, vạn phúc lành thay duyên vừa đủ, sự nghiệp danh đề mãi thiên thu, như trên gia hộ cho con cháu, ý nguyện trời ban đến tuổi già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động sự thật cuộc đời tuổi Kỷ Dậu. Sinh năm 1969, được trời ban cho lộc lớn, vận may cực đỏ, làm ăn trúng lớn, trúng số liên tiếp, trăm tỷ cầm tay, khổ mấy cũng giàu có xứng tầm đại gia, đúng trong tháng 2 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Trước khi đi vào luận giải nội dung chi tiết, ta cùng tìm hiểu qua đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời những người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Nam và nữ sinh năm 1969, tuổi Kỷ Dậu, tức tuổi con gà, thường gọi là báo hiệu chi kê, tức gà gáy. Mệnh mộc, đại trạch thổ, nghĩa là đất cồn bãi. Đất cồn bãi là dạng địa tầng mới kiến tạo, nhờ các yếu tố khác nhau mà hình thành, nên nó thiếu tính ổn định. Người tuổi Kỷ Dậu, mệnh đại trạch thổ, tính khí khá tùy duyên, thuận tiện mà hành xử làm việc, họ cơ chế linh hoạt, tháo vát, có nhiều kế hoạch và sẵn sàng thay đổi theo chiều hướng mang lại lợi ích đa chiều nhất. Cá tính tùy duyên tùy thời, khi bãi bể, khi nương dâu, khiến tuổi Kỷ Dậu dễ bị dao động tâm tư, lập trường và nguyên tắc không vững vàng. Nhờ linh động nên những người tuổi Kỷ Dậu thường được yêu mến vì dễ tính, thoải mái mà lại đạt hiệu quả cao trong thời kỳ biến động. Đại trạch thổ là dạng vật chất hình thành do tự nhiên nên tuổi Kỷ Dậu yêu cuộc sống tự do, không thích bị câu thúc. Những biến cố thay đổi bên ngoài thường tác động mạnh tới họ, hoặc có lợi thì họ vận dụng, hoặc có hại thì họ cố thủ, thu mình. Trong giao tiếp, thái độ ôn hòa điềm tĩnh của thuộc tính thổ kết hợp với sự linh động, giỏi ứng biến, không quá cố chấp, bảo thủ nên tuổi Kỷ Dậu thường đạt được hiệu quả cao, lòng người thường hướng về ủng hộ. Là dạng đất đai tự nhiên, cũng như bản tính vốn có, những người tuổi Kỷ Dậu mệnh đại trạch thổ thường phải trải qua quá trình học tập, tô rèn kỹ lưỡng mới có thể giúp ích cho đời và thu được thành quả. Tuổi Kỷ Dậu rất tin số mệnh, vì ý chí quy luật biến thiên của địa chất nên thành công hay thất bại của họ do bối cảnh thiên thời địa lợi ảnh hưởng tác động nhiều. Đại trạch thổ có một nỗi buồn trải dài theo thời gian vì những sự biến động bãi bể nương dâu tác động mạnh, rồi nhân tình thế thái, vạn vật đổi thay. Người tuổi Kỷ Dậu mệnh đại trạch thổ có một nhân sinh quan tiến thủ, luôn muốn thể hiện bản thân và khát vọng giúp đỡ cuộc sống của con người, mang lại hạnh phúc cho con người. Người tuổi Kỷ Dậu khi làm việc rất chăm chỉ, cẩn thận, chu toàn, họ có thể đảm nhiệm nhiều vai trò, vị trí khác nhau và luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Tuổi Kỷ Dậu thường là những người có tầm quan trọng, ảnh hưởng lớn đối với đám đông, cộng đồng, mọi lời nói hành động của họ đều được người khác tán thưởng, hưởng ứng. Có những người tuổi Kỷ Dậu rất hài hước, năng động, hoạt bát trước đám đông, họ có thể nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển và khiến mọi người phì cười với những câu chuyện của mình. Cũng có một số người tuổi Kỷ Dậu ít nói, họ có con mắt tinh tế, thích quan sát, phân tích hơn là giao tiếp với mọi người. Đa số những người tuổi Kỷ Dậu giỏi kiếm tiền và biết cách quản lý mọi việc. Trong gia đình, họ là những người làm chủ, nắm giữ tiền bạc và quyết định mọi khoản chi tiêu. Họ tính toán thật cẩn thận cuộc sống tương lai của mình và những người thân xung quanh. Tuổi Kỷ Dậu rất thoải mái trong vấn đề kinh tế, họ sẵn sàng chia sẻ tài sản, tiền bạc của mình cho những người đang gặp khó khăn. Kỷ Dậu là những người sống theo nguyên tắc, kỷ luật và có khuôn mẫu nhất định. Khi làm việc, họ thường sa vào những lối mòn cũ kỹ, thiếu đi sự mới mẻ, sáng tạo. Tuy nhiên, sự cần cù chịu thương chịu khó của những người tuổi Kỷ Dậu đã giúp họ xây dựng nên một sự nghiệp vững chắc, ổn định,
mà không phải ai cũng có thể đạt được. Đối với những người này, gia đình là nơi thiêng liêng và quan trọng nhất trong suốt cuộc đời. Mỗi khi gặp khó khăn, gia đình chính là nguồn động lực đầu tiên giúp họ có thêm nghị lực, sức mạnh để vượt qua những thử thách. Nhìn lại quãng đường mà Kỷ Dậu đã trải qua, theo năm tháng cuộc đời, có thể thấy được rằng cũng chỉ vì không chấp nhận tầm thường nên Kỷ Dậu mới mưu cầu thành công, thành tựu, vì mong một kiếp nhân sinh rực rỡ, muốn làm cho hết bản năng của mình nên Kỷ Dậu mới lao ra khỏi cái vòng tròn an toàn, lựa chọn mạo hiểm, mơ mộng phù hoa, đến với những đau khổ, nếm trải vất vả mà thanh toàn cho cuộc sống. Cũng chỉ vì muốn chăm lo cho người thương, muốn có vật chất làm công cụ bảo hiểm cho gia đình, Kỷ Dậu mới cố vất vả ngược xuôi ở các thời điểm thanh xuân còn cháy bỏng. Vậy nên, không có gì là sai khi Kỷ Dậu vấp ngã cả, không có gì là sai khi chịu chút thất bại của cuộc sống trong thời gian dài, nếm trải đủ, người yêu quý có, người khinh miệt có, người tôn trọng cũng có, và người tệ bạc cũng không ít, chung quy chỉ có thời thế không thuận, bản thân chưa sáng suốt, có vậy mà thôi. Kỳ thực, đời người có ai mà không vấp ngã, lắm lúc Kỷ Dậu cũng thấy mừng, vì ít ra ngã sớm cho cái đoạn thanh xuân còn trẻ, để rồi lại dễ dàng vực dậy, làm lại từ đầu và đón ánh nắng sớm đẹp đẽ của cuộc đời vào những ngày bình yên. Chỉ sợ là sau này, nếu ngã rồi mà nằm yên lại, sau này khi thua rồi thì lại chán nản, buồn phiền, sau này khi không còn đủ sức để thừa nhận, không nhìn thẳng hoặc cố chấp lảng tránh những gì đã gây ra, sau này lại thay vì tự vấn bản thân, lại trách đời, mắng người, hận trời, giận đất, sao số tôi lại khổ thế này. Kỷ Dậu sẽ không làm như vậy, cũng sợ sau này khi cứ ủ ê trong cái nỗi buồn vô hạn, sẽ không nhìn trái, nhìn phải, để thấy vẫn còn một vài người tin yêu đang chờ đợi ta hăng say vực dậy. Suy cho cùng, Kỷ Dậu dù sống trong sung túc hay vất vả, họ đều mang trong mình những vết thương sâu lắng. Kỷ Dậu ơi, nếu có buồn hãy cứ ủ ê, khóc lớn một trận, cùng cười một khúc, say đến mê người, ngủ đến dài thân. Rồi sau đấy nhớ lại cái lý do tại sao ta lại bắt đầu, tại sao ta lại lựa chọn, nhảy ra khỏi cái vòng tròn an toàn cố hữu của bản thân, để rồi vươn mình tới những thành công mới, sau những vết thương vấp ngã của cuộc đời. Có nhiều lúc Kỷ Dậu có thể đổ tại vận, cũng có thể đổ tại người, tại ta cả tin hay tại ta cả nể. Nhưng đừng quên mọi thứ vẫn là do chính ta quyết định, mọi họa hại mình sẽ phải mạnh dạn đối diện đấu đời. Kỳ thực ở độ tuổi này, Kỷ Dậu cũng đã tôi rèn ra mình một con người thật bản lĩnh, cứng cỏi. Ở độ tuổi này Kỷ Dậu luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người ta cảm thấy được đãi ngộ. Kỷ Dậu giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không cầu thả, nông nổi, bùng chộp, bất kể đứng ở góc độ nào mà nhìn, đều sẽ không thấy nhạt nhẽo, vô vị, và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Nhìn thì Kỷ Dậu như một loại hồ đồ, kỳ thực lại là một dạng thông minh sáng suốt, không vì ham muốn lợi nhỏ mà mất đi khí tiết, trong tâm bảo trì vững nguyên tắc của mình, nhìn thấy như hồ đồ, nhưng nội tâm sáng tỏ. Khi giao tiếp giữa người với người, Kỷ Dậu là một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung, nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán, không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình khiêu chiến với sự nông cạn của người khác, đó cũng là một loại đạm bạc, giản dị, coi tiền tài, danh lợi như mây khói thoáng qua, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa hương sáng nhìn xuân thu. Với Kỷ Dậu, đó lại là một loại thong dong, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló dạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững chí, dẫu Thái Sơn có đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc, đó cũng là một loại cảnh giới chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biếng nhác, thường có suy nghĩ trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Luận giải ý nghĩa dân gian của tiết Kinh Chập tháng 2 âm lịch. Theo lịch phương Đông, tiết Kinh Chập đánh dấu thời kỳ dương khí tươi mát, động vật thay lông đổi xác, thực vật ươm mầm nảy trồi, cảnh xuân tươi tốt, nên có ý nghĩa đặc biệt với người nông dân. Bắt đầu từ lúc này, người nông dân tiến hành hoạt động đồng áng, phòng trừ sâu bệnh. Thời gian này cũng là lúc dương khí trong cơ thể bắt đầu thịnh, con người trở nên nóng nảy và bức bối, cần có các biện pháp dưỡng sinh thích hợp để điều hòa, cân bằng, thư giãn tinh thần. Để dưỡng sinh trong tiết Kinh Chập, bạn tạo thói quen hàng ngày tốt cho cơ thể, để điều dưỡng thân thể và tinh thần thì sẽ tràn trề sức sống, nên điều chỉnh, bổ sung giấc ngủ cho hợp lý để thúc đẩy năng lượng, gia tăng sinh lực, ngủ đủ giấc và hợp lý cũng giúp gia tăng máu lên não, tỉnh táo và minh mẫn hơn, tuyệt đối tránh thức khuya, đây cũng là cách giữ gìn sức khỏe rất tốt, điều hòa tâm tịnh, giải quyết tình trạng nóng giận vô cớ, bức bối trong người, nâng cao thể chất.
bạn cũng nên chú ý đến việc dưỡng sinh trong tiết kinh chập bằng cách thực hiện một số bài tập vận động tốt cho cơ thể như chạy chậm, đi bộ, duỗi người, đạp xe hay leo núi. Những bài tập này sẽ giúp cải thiện công năng của tim phổi, lưu thông khí huyết, thúc đẩy trao đổi năng lượng, rất có lợi cho cơ thể. Đây là cách dưỡng sinh trong tiết kinh chập đơn giản mà hiệu quả, có thể áp dụng mọi lúc, mọi nơi. Dựa trên mối tương quan giữa đương số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mạnh mà đoán định hung cát của tuổi Kỷ Dậu thông qua 4 phương diện chính là sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe, cụ thể như sau. 1. Về phương diện công danh, sự nghiệp, tuổi Kỷ Dậu nam nữ mạng, sinh năm 1969, tháng 2 âm lịch 2024. Xem tử vi tháng 2 âm lịch năm 2024 của 12 con giáp, phương diện sự nghiệp của tuổi Kỷ Dậu trong tháng mới có nhiều thuận lợi. Sự quyết đoán và nỗ lực sẽ đem tới cho bạn may mắn. Hãy tận dụng thời gian này để tăng hiệu suất công việc. Nguyệt lệnh lâm đất trường sinh lại được quý nhân tả phù chỉ dẫn. Tuổi Kỷ Dậu cho thấy năng lực khi xử lý công việc đâu vào đó, làm việc hiệu quả, thu về nhiều lợi ích. Bạn có tinh thần tập thể rất cao, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để đem về lợi nhuận cho tập thể. Cuối tháng nhận được mức khen thưởng xứng đáng là điều tất nhiên. Một vài kế hoạch mới được triển khai, các việc sang giờ trước đó cũng được giải quyết triệt để. Bạn làm việc cẩn thận và nguyên tắc hơn. Khi có mục tiêu kế hoạch rõ ràng, bản mệnh có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức, không còn phải mất công loay hoay mò mẫm từng chút một. Ngoài ra con giáp này cũng may mắn được người có kinh nghiệm giúp đỡ, các mối quan hệ xã giao mà bạn tốn công sức vun đắp thường ngày, được dịp phát huy công dụng khi cần, đem tới cho bản mệnh nhiều sự hậu thuẫn đắc lực. Nhờ vậy mà bạn có thể đạt được một số thành công nhất định. Tuy nhiên, vận trình vẫn ám tàng một vài thách thức nhất định, nhất là khi có thiên cầu hung tinh rình rập, điểm báo sẽ có tiểu nhân gây ít nhiều khó dễ. Một vài kế hoạch bị cản trở bất ngờ, nếu bạn giữ được bình tĩnh cần thiết, thì vẫn có thể kiểm soát được tình hình, lấy lại thế chủ động, chiêu trò của tiểu nhân cũng chẳng còn đáng sợ nữa. Ở thời điểm này, dù gặp việc khó cũng chớ vội nản lòng, sau khi hoàn thành bạn sẽ thấy công việc phát triển rõ rệt, hãy nhìn vào đó để có thêm động lực. Dù có căng thẳng một chút, thì mọi thứ cũng sớm qua đi nhanh thôi. Điều quan trọng vẫn là cách bạn đối diện với vấn đề. 2. Về phương diện tài lộc, tuổi Kỷ Dậu nam nữ mạng, sinh năm 1969, tháng 2 âm lịch 2024. Trong tháng này công việc đang trên đà thuận lợi, thì không có lý gì mà tài vận của người tuổi Kỷ Dậu lại không có tiếng triển cả. Nguồn thu nhập trong tháng mới của bạn cũng được dự báo nhiều sự cải thiện. Nhờ nguyệt lệnh trường sinh ở Kỷ Dậu, lại thêm thực thần soi rọi, giúp mang tới nhiều may mắn và sự hanh thông về tiền bạc cho tuổi này. Nhiều người cho thấy cơ hội gia tăng tài chính trong thời gian ngắn, lúc này không chỉ chính tài tăng rõ rệt, thứ tài cũng ngày càng sáng, vận may tiền bạc đang mỉm cười với bạn. Việc ký kết hợp đồng, giao dịch trong tháng, tiến triển khá thuận lợi, người làm công ăn lương nên tận dụng cơ hội này để đẩy mạnh các hạng mục đàm phán, hợp tác làm ăn, tỷ lệ thành công khá cao, sẽ giúp bạn nhận được khoản hoa hồng không nhỏ về túi. Người làm kinh doanh buôn bán cũng tất bật với công việc, đạt doanh thu khả quan hơn trước. Các mối làm ăn cũ mới đều khá vững, đôi bên hợp tác cùng có lợi, nên doanh thu luôn được đảm bảo có lợi cho cả các bên. Tháng này cũng là thời điểm lý tưởng để tiến hành đầu tư, nếu khéo léo chi tiêu và dùng tiền rảnh rỗi để đầu tư vào lĩnh vực bản thân có nghiên cứu từ lâu, tuổi Kỷ Dậu sẽ kiếm thêm lợi nhuận lớn, thậm chí vượt xa so với dự tính ban đầu. Tuy nhiên, có dấu hiệu tranh chấp hoặc mất mát tiền của do ảnh hưởng của thiên cầu hung tinh, tuổi Kỷ Dậu vẫn cần hành sự thận trọng, nhất là trong đầu tư. Bản mệnh cũng cần làm việc và chi tiêu có kế hoạch, tránh tình trạng nay lãi mai lỗ, tiền vào túi rồi lại ra ngay, khó tích lũy trong tương lai sau này. 3. Về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Kỷ Dậu nam nữ mạng, sinh năm 1969, tháng 2 âm lịch 2024. Đường tình duyên của con giáp này không có gì đáng ngại, bởi vì bạn biết cách cân đối thời gian hợp lý, cả hai nên dành thêm thời gian chia sẻ với nhau, thì mối quan hệ sẽ luôn bền chặt. Người đã có gia đình thì dễ dàng hòa giải bất đồng, cả hai biết đứng trên lập trường của người kia để suy nghĩ, nên nhanh chóng đồng cảm với sự khó khăn của nửa kia. Những người lớn tuổi thì bạn nên kiềm chế lời nói khắc nghiệt, tránh gây ức chế cho con cháu. 4. Về phương diện sức khỏe tuổi Kỷ Dậu nam nữ mạng, sinh năm 1969, tháng 2 âm lịch 2024. Tình hình sức khỏe của tuổi Kỷ Dậu trong tháng 2 âm năm 2024 này được nhận xét là bình ổn, hầu như không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Kỷ Dậu kim được trường sinh thể trạng tốt, bản mệnh cũng luôn chú trọng rèn luyện,
được âm dương hài hòa hỗ trợ, sức khỏe đảm bảo, bệnh tật sẽ tự tránh xa. Tuy nhiên, nếu thường xuyên làm việc với cường độ cao, thì cơ thể khó tránh cảm giác mệt mỏi, uể oải, tuổi Kỷ Dậu nên chú ý nghỉ ngơi điều độ, đừng cố quá, khiến bản thân quá tải. Xem đến đây, chắc hẳn quý cô bác đã nắm được cơ bản về vận trình của mình tháng 2 âm rồi. Vậy tháng này cần làm gì để nắm bắt vận may, đổi đời như ý? Tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi vén màn qua những phần tiếp theo trong video ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình sẽ là lời cảnh báo của các nhà tử vi quyết định vận mệnh hung cắt của tuổi Kỷ Dậu. Người tuổi Kỷ Dậu nên làm gì? Về bản thân, nên tránh va chạm hơn thua đúng sai thì sẽ giảm thị phi, nên thấu đáo trong mọi sự sẽ giảm thiệt hại, nên thủ thân thì thua thành thắng, thiệt thành hơn. Về công việc, nên dĩ hòa vi quý với đồng nghiệp, nhẫn nhịn nhận phần kém về mình để tránh va chạm không đáng có, vì tháng này rất dễ bị va chạm và khi va chạm thì bản thân sẽ luôn bị thua thiệt. Người tuổi Kỷ Dậu không nên làm gì? Về bản thân, không nên làm và sống theo cảm xúc, ắt sẽ thua thiệt. Không nên làm ăn quá mạo hiểm và liều lĩnh, sẽ tiền mất tật mang. Không nên đảo điên gian dối, sẽ gặp lao lý. Không nên mong muốn mông lung, thiếu thực tế hoặc quá sức. Không nên để khuyết điểm lấn át ưu điểm và sống buông thả tự do. Về công việc, không nên cạnh tranh trực diện, không nên xô xát va chạm vì sẽ khiến công việc xáo trộn, vì có thể thay đổi, mất việc. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành riêng cho người tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, trong tháng 2 âm lịch. Tử vi tuần 1, tuổi Kỷ Dậu, tháng 2 âm lịch 2024. Tuổi Kỷ Dậu có một tuần khá thảnh thơi, ung dung tự tại, hầu như không có muộn phiền lo lắng gì. Có điều, dịch mã động tinh sẽ luôn thôi thúc bạn xông xáo hơn nữa trong công việc, vì thế trông bạn lúc nào cũng tất bật. Tất nhiên, thành quả đạt được hoàn toàn xứng đáng. Công việc của tuổi Kỷ Dậu tuy nhiều, nhưng với khả năng xử lý vấn đề nhanh nhạy, tỉ mỉ, chu đáo, bản mệnh chu toàn mọi thứ, không ai dám chê trách điều gì. Điều đó lý giải tại sao bạn luôn được cấp trên ưu ái và tin tưởng như vậy. Tài lực tăng trưởng cùng với hiệu quả công việc, người làm công ăn lương hoàn toàn có cơ hội tăng lương. Nếu đưa ra lời đề nghị tăng lương trong tuần này, khả năng cao sẽ được lãnh đạo phê duyệt. Người kinh doanh buôn bán có một tuần tất bật, thu tiền như nước, bạn lanh lợi, biết đón đầu xu thế. Không chỉ là một việc và kiêm nhiệm thêm nhiều nghề tay trái, vì thế mà thu nhập từ mọi nguồn đều tăng. Nhìn chung trong tuần, gia đạo an yên, quan hệ vợ chồng hài hòa, mâu thuẫn nào cũng có thể hóa giải khi cả hai đồng lòng tìm cách giải quyết. Chỉ số hung vận trong tuần vẫn khá cao, chủ yếu ảnh hưởng tới phương diện sức khỏe, lại có song khắc hung tinh hoành hành. Bạn chú ý tới dạ dày của mình nhiều hơn, ăn uống điều độ, nhất là đừng bỏ bữa, rất hại cho hệ tiêu hóa. Cẩm nang vượng vận, quý nhân Thìn, Tỵ, tiểu nhân Mão, Tý. Màu sắc may mắn tím, trắng. Con số phát tài 65, 58, 72. Tử vi tuần 2, tuổi Kỷ Dậu, tháng 2 âm lịch 2024. Tuần mới, con giáp tuổi Kỷ Dậu hài lòng khi mọi việc đi theo kế hoạch và điều quan trọng là bạn không quá kỳ vọng vào điều gì quá lớn lao trong thời gian này, vì bạn hiểu thực tế và vai trò của mình trong tổ chức. Nếu có tham vọng thì cũng nên có kế hoạch thật tốt cho việc này đã nhé. Thiên ấn đầu tuần hỗ trợ để bạn giữ được phong độ cho cả tuần. Nếu có chút trở ngại cũng dễ dàng vượt qua. Dù sao thì khó khăn là điều khó tránh khỏi. Quan trọng nhất là cách chúng ta phản ứng với nó. Đầu tuần, con giáp này có nhiều cơ hội để kiếm tiền hơn. Cả thiên tài và chính tài cùng xuất hiện, cho thấy thu nhập gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, đồng nghĩa với việc con giáp này cũng bận rộn hơn, bởi phải làm cả nghề chính và nghề phụ. Thời điểm này, vận quý nhân của bản mệnh có dấu hiệu tăng mạnh, nhờ xung quanh luôn có người hỗ trợ, nên công việc của tuổi này vô cùng hanh thông, bạn có thành tích tốt, được cấp trên khen ngợi. Lời khuyên dành cho Kỷ Dậu là nên tận dụng mọi cơ hội lần này để mở rộng các mối quan hệ xã giao và dọn đường thăng tiến trong tương lai. Sức khỏe của bản mệnh thời gian này có thể bị giảm sút do ảnh hưởng của ngũ quỷ, tránh việc lạm dụng thuốc, khiến bệnh tình càng nặng hơn. Tốt hơn hết là bạn nên tìm cách cải thiện sức đề kháng bằng việc đi ngủ sớm, ăn uống đầy đủ, khoa học hơn. Cẩm nang vượng vận, quý nhân Sửu, Tuất, tiểu nhân Mão, Tý. Màu sắc may mắn hồng, đỏ. Con số phát tài 12, 78, 98. Tử vi tuần 3, tuổi Kỷ Dậu, tháng 2 âm lịch 2024.
theo lịch vạn niên thì tuần mới này, tuổi Kỷ Dậu sẽ đón nhiều tin vui dồn dập báo về. Công việc có những bước khởi đầu khá tốt, có chính ấn nâng đỡ. Nếu bản mệnh có kế hoạch đang ấp ủ, thì hãy mau chóng tiến hành, nhân lúc cắt khí còn đang vượng, để tạo dựng được những thành công bước đầu, làm nền tảng phát triển sau này. Hữu bật cát tinh ở bên hộ mệnh, tuổi Kỷ Dậu hoàn toàn có khả năng bật lên giữa đám đông, nổi trội hơn hẳn, bởi những thành tích mình đạt được, có nhiều cơ hội cho bản mệnh phát triển năng lực và thăng tiến nhanh chóng. Trong tuần này, tài vận không được lý tưởng cho lắm, mới được thần tài ủng hộ, thì con giáp này đã khiến cho thần tài phật ý mà bỏ đi. Kiếp tài cảnh báo về những chuyện bất ngờ phát sinh, không dùng đến tiền thì không thể giải quyết được. Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Kỷ Dậu rất đáng mong đợi. Những người đã kết hôn có một giai đoạn hài hòa, êm ấm, trong khi những người đang yêu có cơ hội tìm hiểu, gắn bó nhau hơn. Tình cảm hài hòa, hạnh phúc, tuy có chút chống đối khi đưa ra ý kiến, nhưng sau đó thống nhất được và cả hai rất đồng lòng. Hơn ai hết, bạn rất may mắn khi có một nửa thấu hiểu và yêu thương, nhất là trong giai đoạn khó khăn như hiện nay. Cuộc sống không được sung túc, nhưng bản mệnh luôn được động viên về tinh thần. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, thìn, tỵ, tiểu nhân, mùi, ngọ. Màu sắc may mắn, tím, hồng. Con số phát tài, 18, 45, 22. Tử vi tuần 4, tuổi Kỷ Dậu, tháng 2 âm lịch 2024. So với tử vi tuần trước, vận trình tuần cuối này của người tuổi Kỷ Dậu khá hơn nhiều. Bản mệnh được thái âm cát tinh hỗ trợ, rất có lợi cho mệnh nữ phát triển sự nghiệp hoặc tính chuyện hôn nhân lâu dài. Nhìn chung, sang tuần mới, bản mệnh đón cả niềm vui công việc và chuyện tình cảm, hứa hẹn một tuần sinh động, có nhiều trải nghiệm thú vị, nhìn nhận cuộc sống ở góc độ mới, thấy vui tươi và yêu đời hơn. Việc kinh doanh đầu tư đem về nguồn lợi nhuận lớn nhỏ, bạn không nên chế các món lợi nhỏ, nhiều việc nhỏ gộp lại hóa ra lớn, tích tiểu thành đại, bạn chỉ cần số lượng nhiều thì việc thu hồi tiền bạc cũng rất khả quan. Vận quý nhân lại trên đà tăng trưởng, thực thần giúp bản mệnh nâng cao thực lực và khả năng nhạy bén trong công việc, gặt hái được khá nhiều thành công. Nhưng bên cạnh đó, vẫn có điểm tiểu nhân quấy phá, bạn nên thận trọng. Trong tuần, bản mệnh có thể mở rộng hợp tác làm ăn với người tuổi Tỵ hoặc Thìn, họ chính là quý nhân, đồng thời là đối tác có tiềm lực kinh tế mạnh mẽ sẽ tạo ra lợi nhuận lớn cho cả hai phía. Còn ở phương diện tình cảm, các cặp đôi dần hóa giải được những khúc mắc và không cần tranh cãi vì những vấn đề nhỏ nhặt nữa. Tuần này cũng là dịp để bạn và gia đình gắn kết mối quan hệ bền chặt hơn nữa. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, Tỵ, Sửu, tiểu nhân, Ngọ, Mão. Màu sắc may mắn, đen, vàng. Con số phát tài, 68, 97, 55. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, câu chuyện về giàu vật chất tưởng như là ai cũng phải ao ước như chú chuột đồng sau đây khiến chúng ta phải nhìn nhận lại cuộc sống hiện tại. Dường như chúng ta đã quá vội vã, nuôi ảo vọng quá lâu mà đánh mất đi vẻ đẹp vốn có của nó. Câu chuyện cuộc sống thú vị về chuột nhà và chuột đồng. Có hai chú chuột nhà và chuột đồng khá thân thiết nhưng cuộc sống khác xa nhau khi chuột nhà ở trong một biệt thự lớn, luôn được thưởng thức những đồ ăn ngon, đồ uống, hoa quả ngập miệng. Trong khi đó, anh bạn chuột đồng lại chỉ ăn rau xanh và những hạt thích dùng ở ngoài đồng, cả hai đều cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Chuột nhà có lần tới thăm nhà bạn và được chuột đồng chuẩn bị một bữa ăn, được xem là rất thịnh soạn với rau, lẫn ngô và một cốc nước uống. Thế nhưng chuột nhà không hài lòng cho lắm và thầm nghĩ, sao bạn mình có thể sống như thế này được nhỉ? Hai chú chuột vừa ăn vừa trò chuyện và chú chuột đồng khá tò mò về cuộc sống của anh bạn mình nơi xa hoa, sung sướng ấy. May mắn là hôm sau, anh được chuột nhà mời vào thành phố để cùng thử trải nghiệm những điều anh ta kể. Sau một hành trình dài, hai người cũng đã tới được biệt thự lộng lẫy nơi chuột nhà ở. Ngay sau đó, một bữa ăn thịnh soạn được bắt đầu với kẹo, mứt, phô mai. Chuột đồng vô cùng thích thú vì anh ta chưa từng được thưởng thức những món ngon như thế. Thế nhưng, ngay khi chuột ta định ăn thì nó bỗng giật mình hoảng loạn vì nghe tiếng mèo kêu, miếng bánh trên tay rơi mất và cả hai cùng chạy trốn, tránh thiệt mạng. Khi mèo vừa rời đi, hai chú chuột mới thong thả bước ra và nghĩ, cuối cùng cũng đến lúc chúng có thể ăn uống ngon lành. Thế nhưng khi chỉ mới ăn được một chút thì cánh cửa bỗng mở toang, thì ra người hầu bước vào để dọn dẹp bàn ăn, đi sau là một con chó to đang nhe răng để dữ tợn. Hai con chuột lại hồn siêu phách lạc, chạy trốn thật nhanh, chuột đồng và chuột nhà chạy thục mạng. Hai con chuột nhìn nhau, sau đó
Chuột đồng chào tạm biệt chuột nhà để đi về. Nó nói anh có thể có những đồ ăn cao lương mỹ vị mà tôi không có. Nhưng tôi thì lại thích cuộc sống bình yên nơi đồng quê. Dù hàng ngày chỉ ăn rau và cơm, hãy bảo trọng anh bạn nhé. Bài học rút ra, hãy dành một phút để nhìn nhận lại xem chúng ta có giống như những chú chuột nhỏ kia. Chỉ vì muốn có những bữa ăn thịnh soạn, nhưng dù có cơ hội, ta cũng chẳng thể thưởng thức một cách thanh nhàn, ăn uống cũng nhanh nhanh, chóng chóng, sợ bị người khác giành lấy mất. Nhìn xa xa là chúng ta mong có cuộc sống hạnh phúc, sung túc, mặc dù cuộc sống vật chất đầy đủ, nhưng luôn thấy căng thẳng, mệt mỏi, mọi thứ cũng chỉ là giả tạm, vay mượn. Bầu trời của ai cũng xanh như nhau, nhưng quan trọng là ta có đủ thời gian ngắm bầu trời ấy hay không mà thôi. Vì thế, dù mải kiếm tiền hay chọn cuộc sống thanh nhàn, cũng đừng quên rằng chúng ta cần giữ cân bằng trong tâm hồn để có thể thưởng thức khi tâm hồn ta có trời và biển, nó luôn xanh thẳm và bình yên, thì lúc đó chúng ta sẽ là người giàu có nhất trên thế gian này. Khi mới chào đời, chúng ta đều không có gì trong tay, tâm hồn chúng ta đều thanh thản như bầu trời trong xanh vậy. Sau khi trải qua những năm tháng vất vả của cuộc đời, mỗi người trong chúng ta đều tích lũy được cho mình rất nhiều kinh nghiệm và công danh, sự nghiệp. Đừng để cho những tham vọng về công danh, tiền bạc làm phai mờ đi vẻ đẹp cuộc sống vốn có bằng cái nhìn tầm thường của mình. Tâm hồn ấy đã dần dần bị mất đi sự vô tư ngày nào. Khi đi qua những năm tháng gian nan, vất vả, nhiều phiền muộn lo toan, khi tiếp xúc với quá nhiều người xấu xa, ta càng nảy sinh nhiều hoài nghi vì xã hội đầy rẫy những con người nhỏ nhen, lọc lừa. Chúng ta đã biến thành một người thiếu kiên nhẫn, dễ cáu giận, suy nghĩ hời hợt, ngắn hạn, biến mình thành một người luôn giả tạo như những người xung quanh. Tất nhiên ta cũng chẳng thể quay về để trở thành chú chuột đồng kia một khi trong lòng ta luôn đam mê khám phá cuộc sống mới. Nhưng để cân bằng cuộc sống hợp lý cũng là điều tuy khó, nhưng là điều chúng ta cần chú tâm mới mong có ngày thay đổi được. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là tử vi tháng 2 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969. Hy vọng quý độc giả sẽ có được cho mình những thông tin hữu ích về tử vi tháng 2 âm lịch năm 2024 này. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé. Trước khi khép lại chương trình, Minh Đường Tử Vi chúc quý vị tháng mới luôn may mắn, bình an, bứt phá về tài lộc, giàu sang, phú quý. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.